Nhà hàng hải sản ở Nha Trang bị tố tự ý nâng giá cao chót vót khiến 3 khách nước ngoài xanh mặt. Ngày 11 tháng 4, cơ quan chức năng thành phố Nha Trang, Khánh Hòa đang vào cuộc xác minh thông tin 3 du khách Trung Quốc tố bị chặt chém khi ăn hải sản hết hơn 8,7 triệu đồng với số lượng gần 12 kg. Cụ thể, ngày 10 tháng 4, tài khoản Facebook L.T.S đăng tải nội dung cho rằng một nhà hàng hải sản ở đường Trần Phú, thành phố Nha Trang có hành vi chặt chém du khách Trung Quốc. Chẳng là ông sếp mình đưa bạn đi ăn đêm, tổng có 3 người đều là người Trung Quốc, mà trước đó mới ăn tối xong lúc 21:30 ở nhà hàng Đ.S. Mình thì không có trực tiếp đi, nhưng khi thanh toán mọi người ngã ngửa vì mức giá nên đã gọi mình tới, tài khoản L.T.S nêu. Kèm lời bình luận là một biên lai thanh toán trị giá hơn 8,7 triệu đồng, trong đó có ghẹ 2,8 kg, mực nháy 2 kg, sò kim và nhím biển mỗi loại 3,5 kg. L.T.S cho rằng những khách Trung Quốc không được báo giá, cũng không xem khối lượng khi gọi món. 3 người ăn hết 11,8 kg hải sản, thử hỏi có thực tế không? S đặt câu hỏi. Tài khoản này còn đăng tải nội dung quán hải sản không chấp nhận thanh toán bằng hình thức chuyển khoản mà chỉ nhận tiền mặt. Khi mình tới yêu cầu chuyển khoản thì quán khăng khăng nói không có tài khoản ngân hàng, chỉ nhận tiền mặt. Khi kêu mãi có anh bạn khác thấy ồn ào ra nhận chuyển khoản để sau đó cự quán tiền mặt, ông S viết. Ông S chia sẻ, ông muốn đưa câu chuyện này lên mạng xã hội để du khách cảnh giác, cẩn trọng hơn trước khi bước vào quán ăn, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để thanh lọc làm sạch môi trường du lịch địa phương. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, thành phố Nha Trang có văn bản yêu cầu đội quản lý thị trường số 1 chủ trì phối hợp với các phòng ban khác khẩn trương kiểm tra xử lý thông tin trên, đề xuất biện pháp xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định pháp luật nếu có, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang trước 10 giờ ngày 12 tháng 4. Còn bạn thấy sao về vụ bán nâng giá cao tận cổ của nhà hàng này? Bình luận cho chúng tôi biết với nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.